Xin được gửi lời chào trân trọng đến quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Salon ô tô HHDC Luxury Car có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội rất là đẹp và không có gì tuyệt vời bằng khi mà chúng ta đưa được một chiếc xe ra trong một cái không gian ở bên ngoài, nó đủ ánh sáng, nó đủ nhiều yếu tố để chúng ta có thể đánh giá được một chiếc xe thế nào là lướt và siêu lướt, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị một trong những chiếc xe SUV hạng sang, có thể nói là ông Hoàng về doanh số. Một chiếc xe GLC 300 Formantic sản xuất năm 2019, đăng ký 2019, và chiếc xe có cái gam màu trắng rất là đẹp và rất là hot trên thị trường hiện tại. Vậy thì ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ mời quý vị anh chị cùng trải nghiệm cùng với em một số các cái option hay và cũng như là những cái sự nổi bật của chiếc xe GLC 300 tại thời điểm này nhé quý vị anh chị nhé. Đầu tiên thì về lối giao diện ở bên ngoài thì GLC 300 chúng ta sẽ có rất nhiều những cái option hay và hệ thống an toàn đi cùng với nó là hệ thống đèn pha bi LED đôi có hỗ trợ góc đánh sáng này, rồi cũng như là cảm biến trước sau. Ở đời GLC 300 thì chúng ta sẽ có thêm cả hệ thống camera 360, một trong những cái option rất là cao cấp của Mercedes tính đến thời điểm hiện tại. Các cái phần mặt ca lăng của chiếc xe này thì cũng đã được trang bị những cái phần thanh viền mạ chrome, tạo cho chiếc xe thêm những cái điểm nhấn rất là đẹp luôn nhé quý vị anh chị nhé. Các cái phần mép ba đờ sốc này, cho đến những cái phần mép tai xe hay mép nhựa của chiếc xe này thì vẫn còn rất là đẹp, và tính chất nguyên bản chiếc xe còn rất là cao ạ. Hệ thống đèn pha thì gần như là chưa có sức sát một chút nào. Về nước sơn zin của chiếc xe này thì em đánh giá nó còn được đến gần 90% nhé quý vị anh chị nhé. Một chiếc xe thật sự là còn rất là đẹp và mới luôn đấy ạ. Bộ mâm của chiếc xe thì được trang bị bộ mâm là 18 inch. Đi cùng với nó là la răng phay 5 chấu kép. Đấy, một trong những cái bộ mâm mà có thể nói là rất là đẹp của GLC 300 AMG thời điểm này. Đấy, đĩa gốm lỗ này, rồi là cùm phanh hiệu suất cao nhé quý vị anh chị nhé. Đây, dàn lốp thì được gia chủ vừa mới thay mới. Đây, tuần thứ 14 của năm 2021 luôn quý vị anh chị ạ. Đây. Đấy, hoa lốp còn rất là dày và đẹp luôn ạ. Chúng ta sẽ có cả hệ thống bóng hơi nâng hạ gầm. Đây là hệ thống treo mà thích ứng rất là tuyệt vời, ứng dụng trên những cái chiếc Mercedes GLC 300 thời điểm này. Ngoài ra thì GLC 300 thì cũng là một chiếc xe mà được rất nhiều khách hàng lựa chọn, bởi ngoài cái tính năng option rồi cũng như là phiên bản cao cấp ra thì nó còn có cái tính năng đa dụng nữa quý vị anh chị ạ. Hệ thống dẫn động của chiếc xe này là hệ thống dẫn động Formantic, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy. Chúng ta sẽ có hệ thống cốp điện nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hệ thống cốp điện, khoang chứa cốp của nó là 550 lít, giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm những chuyến đi đường dài thoải mái hơn, rồi là để được rất là nhiều đồ vali. Một số các cái option hay ở đằng sau đây em Hoàng đánh giá đây là thấy là còn có cả hệ thống gập hàng ghế phía trước này. Đấy, chúng ta có thể gập cái hàng ghế phía trước này và nâng cao thấp độ cao của cái khoang cốp này theo cái hệ thống treo của chiếc xe. Toàn bộ các cái phần keo chỉ của chiếc xe này thì vẫn còn tính chất nguyên bản rất là zin luôn nha quý vị anh chị nhá. Chiếc xe thì vẫn đang còn bảo hành của chính hãng là đến hết năm 2024 quý vị anh chị ạ. Đấy, bởi vì theo chính sách bảo hành của Mercedes là có 3 năm bảo hành cơ bản và 2 năm bảo hành mở rộng. Về khoang nội thất của chiếc xe thì chúng ta sẽ có ở đây là hệ thống nội thất da màu đen, một trong những gam màu mà rất là cơ bản của Mercedes. Gọi là cơ bản thôi nhưng mà da thì vẫn được trang bị những cái loại lớp da rất là cao cấp. Nói đến Mercedes thì đương nhiên là chúng ta phải nói đến những cái chất liệu mà làm ra một cái thành phẩm nó rất là cao cấp rồi. Từ các phần vân gỗ này quý vị anh chị này, rồi những cái đường phay nhôm. Đấy, tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe rất là đẹp. Từ đường kim mũi chỉ cho đến các cái option thì chúng ta sẽ có hai ghế trước được tích hợp chỉnh điện 12 hướng. Đấy, đây là ghế da bên phụ này quý vị anh chị này, còn rất là đẹp và mới luôn. Đây là chiếc xe bên em mới lấy về và cũng chỉ có spa vệ sinh nhẹ nhàng lại qua một chút thôi. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất ngồi rất rộng rãi và thoải mái luôn đấy ạ. Đấy, độ ngả của cái phần mặt lưng ghế này cũng khá là thoải mái cho chúng ta những chuyến đi đường dài. Ok, em Hoàng sẽ lướt một vòng xung quanh xe trước, sau đó là chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết nhé quý vị anh chị nhé. Đây, loa giải trí thì toàn bộ là 13 loa giải trí Boomaster rồi. Đấy. Nói đến loa giải trí thì của Mercedes thì đỉnh cao nhất vẫn phải là loa Boomaster rồi. Hệ thống loa giải trí rất hay và thời thượng. Đây, toàn bộ các cái phần ở phía dưới là nguyên nỉ của nhà sản xuất luôn. Chúng ta sẽ có hệ thống dàn điều hòa đằng sau riêng biệt này. La phông trần cũng toàn bộ là màu đen, cho nên là nó rất là sạch. Kể cả chúng ta có những bạn nhỏ thôi, hiếu động
có thể ăn vấy bẩn lên trên xe. Nhưng mà đối với những chiếc nội thất màu kem này thì nội thất màu đen này thì nó sẽ rất là sạch và dễ vệ sinh nhé quý vị anh chị nhé. Từ các cái phần công tắc này, cùm ấn này, cho đến các cái phần phím chi tiết nhỏ của chiếc xe. Thật sự đây là một chiếc xe rất là mới nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, ghế lái này. Đây, từ các cái phần mép ghế lái cho đến mọi thứ. Thường thì những bác nào mà chủ cũ mà người ta to ấy, ngồi ta ngồi là nó hay bị hỏng hết cái phần má ghế này. Nhưng mà chiếc xe này thì vẫn còn rất là đẹp và mới luôn đấy ạ. Ok, em Hoàng xin kính mời quý vị anh chị hãy cùng vào bên trong khoang xe bên trong để chúng ta cùng khởi động chiếc xe này lên, đánh giá bên trong một chút nhá. Rồi. Đầu tiên là em thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái bảng táp lô ở phía trên, cũng toàn bộ là bằng khâu da chứ không phải là bằng cao su cứng đâu ạ. Màn hình giải trí trung tâm và có tích hợp cả hệ thống camera 360. Hiện tại thì bây giờ em đang mở hai cánh cửa bên này cho nên là chúng ta sẽ khuyết mất hai cái camera ở hai bên. Hệ thống camera thì thật sự luôn là nếu nói là mẹt thì rất là nét rồi, quá là sắc nét luôn. Đấy. Ở GLC 300 thì chúng ta sẽ có thêm cả hệ thống cửa sổ trời đôi nhé quý vị anh chị nhé. Đây, chúng ta sẽ có hệ thống cửa sổ trời đôi. Đây là một trong những option rất là hay và gần như là rất nhiều khách hàng ở Việt Nam thích về cái option có cửa sổ trời này. Nhưng mà thật sự là nó thì nhiều khi là hơi buồn, nhưng mà có thì thừa mà không có thì thiếu đấy. Vô lăng khâu da, nguyên bản theo xe. Đây, chiếc xe này của em Hoàng thì đã lăn bánh được 5.4 km và là một chiếc xe rất mới. Về chế độ bảo hành thì bên em có chế độ cả bảo hành về số km là nguyên bản theo xe nhé. Chiếc xe đều được trang bị hộp số 9 cấp cho nên là chúng ta sẽ có sang số thể thao trên vô lăng này, điều khiển bằng giọng nói này, rất nhiều những cái option hay ở đây. Hệ thống phanh tay điện tử, cảm biến đèn tự động, camera 360. Nói đến GLC 300 chúng ta sẽ phải nói đến ngay cái hệ thống bóng treo nâng hạ gầm. Đây là một trong những option rất là hay và đỉnh cao của Mercedes GLC, giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm về cung đường dài êm ái, thoải mái hơn. Đấy, so với những chiếc xe hệ thống giảm xóc thường. Yên ngựa thì được trang bị bằng màu vân gỗ đen chìm, giúp cho chiếc xe nhìn trở nên nó sang trọng hơn. Đấy, rất nhiều các cái option hay, chuột điện tử ở trên này. Đấy, quý vị anh chị ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đánh giá thêm một chút nữa về phần khoang nội thất đi. Nói đến một chiếc xe Đức đẹp hay là không đẹp, hay là lướt hay là không lướt, thì chúng ta lại còn phải nhìn nhận vào nhiều yếu tố, từ những cái chi tiết nhỏ nhất quý vị anh chị nhé. Đây, ở dưới đây nắp capo, đây là công nghệ động cơ 2.0 turbo cho công suất là 179 mã lực. Khi mà chúng ta đi xem xe và đánh giá một chiếc xe có bị đâm đụng tai nạn ngập nước hay không, chúng ta sẽ phải đánh giá từ những chi tiết nhỏ nhất. Đầu tiên là từ những cái phần ốc nắp capo này quý vị anh chị này. Nếu như khi chúng ta nhìn vào những cái phần dàn đầu xe, chúng ta nhìn vào ốc nắp capo đã có cái vết vặn tháo hay chưa, nhìn vào những cái phần đinh tán này hay những cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Đấy, nó vẫn còn có cái tính chất nguyên bản và gần như là nó nước sơn ở bên trong nó vẫn còn rất là liền lạc và đẹp nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, rồi từ những cái phần ốc, dấu chấm phẩy ốc của nhà sản xuất trên những cái phần ốc bản lề ổ khóa này, tem nắp capo này, số seri nắp capo này. Đấy. Rất nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ khác nữa. Rồi là những cái phần ốc hèm ở bên trong này. Đây, những cái phần ốc hèm ở bên trong nhé quý vị anh chị nhé. Đây là một vài phút chia sẻ về cách để chúng ta đi xem một chiếc xe đã qua sử dụng thôi. Khi mà về đến bên em thì đa phần là bên em sẽ spa vệ sinh để trả lại cái vẻ đẹp nguyên bản, và chúng ta cũng xem được một chiếc xe về chất xe của nó còn mới hay không, thì chúng ta dọn lên là chúng ta sẽ biết được. Đây, những cái phần chi tiết ở phía dưới này, các cái tem phụ tùng, mọi thứ của chiếc xe này vẫn còn nguyên zin nhé quý vị anh chị nhé. Xương nhôm đầu xe này. Đấy, xương nhôm này, tất cả mọi thứ của chiếc xe này thì vẫn còn rất là nguyên bản luôn, từ những cái chi tiết nhỏ. Thì em Hoàng thì hay có thói quen là quay khá là chi tiết, cho nên là quý vị anh chị nào mà không thích xem chi tiết thì có thể comment cho em Hoàng hoặc là alo trực tiếp cho em theo số hotline là 0972099992 để em Hoàng được tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho quý vị anh chị. Hiện tại mẫu GLC 300 Formantic sản xuất 2019 này thì bên em đang bán với mức giá là 1.865.000.000 đồng. Có hỗ trợ thêm về giá và cũng như là hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 5 cho đến 7 năm. Khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập. Về chất lượng xe thì em Hoàng xin phép được nhắc lại là bên em có cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km. Bao gồm các cái tiêu chí là xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số của xe nguyên bản, số km nguyên bản theo xe và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.